Cứu người đi anh em ơi. Cứu người đi. Lấy đi, tôi kéo ra công luôn người đấy nhá. Khanh tắm trước. Khanh tắm trước. Khanh tập trung sang bên này Khanh đi. Kéo mất tay đấy. Từ từ. Ôi, mất tay đấy. Nâng lại. Ôi. Ui, giải cho anh nhá. Ui, nó đang cuốn cả, đang cuốn chặt này. Ui, nó cuốn cả này. Sợ chưa? Cứu người đi. Nào đi. Ui. Xuống đi. Ui giời ơi kinh khủng. Ui lại chứ. Cái tay tí nữa. Dài lắm.
Không bê đi. Tiến sang bên kia đi. Tiến sang bên kia đi. Ôi. Ôi cẩn thận nhanh mình nhá. Cái đảo nó này. Ui. Tá 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 đó. Ui đây, ui trời, ui. Chú to chưa này. Ui, mẹ ơi, im đi bò đây. Cãi nó đi. Chạy kìa. Có đừng lúc có cây nhá. Đỏ lắm công ạ. Ui. Ấy. Ui. Ui, chạy kìa, cái đầu nó phi trong cái này rồi. Rồi, cái đầu đây rồi công ơi. Đây nó đây rồi. Ui, mời gọt nhỉ. Ui, nó đeo cây kìa. Ui, nó đeo cây kìa. Ui, nó đeo cây à. Con này nhanh nhé. Ui, khiếp chưa này. Ui, nó leo cây. Ui, leo cây giỏi chưa. Ui, leo cây giỏi lắm. Ui, nó lên cây kìa. Rồi, nó phải sướng rồi. Ui, kinh không. Kinh ngay. Kìa. Ui, nó leo cây kìa. Đấy, mọi người thấy không? Quá kinh khủng luôn nhá. Ui, cái đầu đây. Ấy. Ui, dồi ôi. Cái trèo kìa. Ui, dồi ôi. Con này leo kinh lắm. Gớm nhá. Ui, leo gớm lắm. Ui, nó leo này chết. Ui, nó leo lên luôn đúng không ạ? Nó leo lên luôn. Ui, giời ơi, kinh khủng. Ui, cẩn thận nó nào vào mặt mình đấy nha. Ui, dồi ôi, con này phải. Ui, kinh khủng. Ui, leo cây. Ui, leo lên trên cây rồi. Ui, leo thẳng trên cây, đưa đầu xuống đi. Con này là con ôi giời ơi. Con này cái đầu xuống, nối đầu xuống, nó tự cái đuôi này nó tổ xuống này. Không, nó ngỏng lên đấy. Lôi đầu xuống, cái lôi đầu xuống, nó tự cái này nó. Không, phải giữ được cái đầu nó luôn. Đầu đi, cầm cái đầu đi. Cầm cái đầu nó. Cầm đầu che người mình đi. Nó leo phát lên cây kìa. Đẩy này lên nha. Ông nối đầu xuống nha. Tiến trèo lên đi. Tiến trèo lên. Tiến bám đây trèo lên. Bám đây nha. Móc lại, bỏ móc xuống. Bỏ móc lại. Rồi, chú Tú ấy cái đầu rồi. Chú Tứ giữ cái đầu rồi ấy. Ôi trời ơi. Hay về mắc mày cưa được cây đèo rồi. Cưa. Tiến nâng cái khúc giữa lên đi. Nâng lên, đấy. Đây chú đỡ đây rồi. Đấy xuống. Ông treo hẳn lên trên. Treo hẳn lên cái chặng ba kìa. Đấy, xin đi. Đánh treo cây mà cứ phải. Đấy. Cứ bình tĩnh thôi, không việc gì mà phải rồi đó, đúng rồi. Đấy. Đấy, treo hẳn lên cái góc ấy. Lần cũng đưa lên. Đấy, nó coi bên chỗ chú Tú á. Đấy, quay chỗ thằng đầu á. Đấy, nắm lên. Nắm lên. Rồi. Rồi. Đấy, đang xuống rồi. Ui, nó chọc kìa. Tí nữa nào. Ui, nó chọc phát lên cây kìa. Đỡ nhá. Rồi. Ô, mày. Nắm cái đuôi, cái ngọn đuôi. Dốc ngược nó lên đấy. Xong rồi từ từ mày thả đấy, xuống nhá. Đỡ đây này. Từ từ thả xuống nhá. Để chuyền nhau nhá. Đỡ cái đuôi này. Nắm cái đuôi lên. Thôi, cắm đuôi, cắm ngược lên. Còn nó to như cái cây ấy nhỉ. Cắm ngược lên. Đừng thả. Đừng thả nhá, từ từ thôi nhá. Để chú cầm nhá, để chú cầm. Đấy. Rồi. Oh my god. Ui đây rồi. Nhanh nhỉ, con này phi cây nhanh nhỉ. Quá to luôn mọi người nhá. Cây khủng khiếp không này. Tổ kê. Anh em mình khênh đâu mà kia đi không ạ? Thôi rồi, cứ tại nó vậy đi. Bây giờ là hướng giải quyết là anh em con này đem thả mẹ ra rừng đi. Đem ra rừng mà thả đi. Thả rừng đi. Con này nó trên rừng xuống nên leo cây ghê. Ừ. Cây ghê luôn. Ừ. Con này con trên rừng. Nó leo cây ghê. Ghê lớn thật. Đấy mọi người, khả năng là anh em sẽ đem con này ra bìa rừng anh em thả nhá. Không cho nó ở cái khu vực dân đông cư này, nó sẽ vào đánh tấn công ăn thịt người ấy mọi người nhá. Thì anh em sẽ xin kết thúc video tại đây. Mọi người xem video của anh em thấy hay, nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh nhá. Chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá.